Hello mọi người, dạ đây là 10 anh em của một gia đình mà không hiểu sao chủ chắc không nuôi nữa hay sao đó, đem ra mũi tàu Trường Chinh bán. Là 10 anh em có một khuôn mặt một thôi, là một gia đình luôn đó. Một chủ một luôn, một đời chủ luôn. Thấy con thứ 10 vô đi. Đây là chín đứa, còn đứa nữa thì không biết là người ta nuôi rồi, không biết sao người ta nghỉ nuôi, không biết nữa. Người ta đem hết 10 đứa ra ngoài chỗ mũi tàu Trường Chinh bán rồi mọi người. Đó. Lái giò. Đó, 10 đứa có khuôn mặt một thôi. Đó. Là phốc lai nhật hay gì á? Cái gì vậy ông? Hả? Ông làm gì vậy? Ông làm gì tôi vậy hả? Cái gì vậy? Rồi, má chơi khô máu với tụi mày luôn nè. Mẹ bỏ ở đây luôn em. Đang quay mà. Chặt quá ông. Đây, 10 anh em trong một gia đình và một mẹ ba con. Đây bao đâu? Con khuôn mặt một à. Thì nói chung thì đem ra đây bán tội nghiệp, tụi nó đã sống với nhau từ nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ chia ra ở đây bán không ai mua hết 10 đứa hết trơn á. Mà bán là chia tam chia tứ không biết tụi nó về đâu. Đứa bán kịp đứa bán không kịp thì bệnh chết nữa, cho nên là lỡ rồi xúc luôn. Đây đó mọi người đó. Cuộc sống mà hả con ha, biết bao nhiêu cho đủ mà biết bao nhiêu cho thiếu, lỡ rồi nè. Ồ hả con ha, cuộc sống mà biết bao nhiêu cho đủ mà biết bao nhiêu cho thiếu, lỡ rồi về với mẹ luôn con. Mẹ con có cái máu liều mà lo cái gì. Đúng hả?